Hai các bạn nha, thì đã lâu rồi Tân không có làm cái clip để mà tâm sự, cũng nho nói về cái tình hình của kênh mình và nói về những cái tâm tư, những cái câu chuyện của khán giả gửi về. Bên cạnh đó là những cái suy nghĩ của mình về cái đường hướng tương lai của mình. Tân mới tắt điện thoại vì Tân sợ là mình đang nói chuyện thì âm thanh ai gọi hay là tờ reo lên thì bất công phiền cái buổi tâm sự của mình. Thì chuyện tâm linh á là một cái chuyện mà mình không thể nào mình bắt người ta phải tin. Uống nước nha. Thì thường những cái buổi tâm sự thì tương đối là Tân sẽ thoải mái hơn là những cái buổi ghi hình và kể chuyện. Vì sao thì Tân sẽ nói cho các bạn nghe trong cái buổi tâm sự ngày hôm nay. Các bạn biết không, khi mà mình kể một cái câu chuyện thì mình phải lắng nghe cái người gửi câu chuyện về cho mình. Bản thân mình là một cái người không phải cái kiến thức mình nó quá là rộng để mình có thể biết hết người ta nói cái gì với mình. Cho nên là mình phải học hỏi, lắng nghe qua từng tập, qua nhiều ngày. Đôi khi cái người kể chuyện người ta cũng có những cái lắng động, mà cái người nghe chuyện thì cũng có những cái suy tư riêng, thì mới kể lại những câu chuyện đó cho các bạn được. Thì thời gian gần đây, cái series Duyên Thị Pháp nó đi vào lòng các bạn, nhưng không có nghĩa là cái Duyên Thị Pháp nó sẽ thay thế cho cái series chuyện CCTK. CCTK là một trong những cái câu chuyện, những cái đề tài mà nó làm nên cái tên của Tân trong lòng của những bạn nghe chuyện tâm linh. Nhưng mà nếu mình kể về nó mà nhiều quá thì người ta sẽ chán cái món ăn đó. Và những cái câu chuyện ở đó nó phải có thật thì mình mới kể. Thì Tân một cái hình thức khác để mà cho CCTK nó trở lại trong cái thời gian sắp tới, thì cái hình thức đó là Tân phải test đi test lại rất là nhiều lần để cho ra một cái món ăn tinh thần mới, và nó thay đổi cái cục diện mà hiện tại các bạn đang lắng nghe. Thì Tân không có tiết lộ cái điều đó, ta nói là dục tốc bất đạt, nói trước á, thì bước nó không qua. Cho nên là Tân đang chuẩn bị khi nào mà Tân đạt được tập 1, tập 2, tập 3 thì Tân mới dám gọi là show ra cho fan của mình. Thì hôm nay Tân thông báo cho các bạn về cái chuyện CCTK nó sẽ quay trở lại. Nhưng nó quay trở lại với một cái cú bức để mà làm sao các bạn cảm thấy nó thỏa mãn nhất về cái yêu kinh dị của mình. Khi mà Tân kể một câu chuyện, Tân bị giới hạn bởi thời lượng. Vì thứ nhất, Tân nói thật sự, Tân muốn cái chất lượng của kênh Cái Chuyện Ma nó phải đẹp. Mà để có một cái máy mà cái chất lượng nó đẹp đúng như mình muốn thì Tân phải lựa chọn. Một là những cái máy quay để mà quay được một tiếng máy. Hai là một cái máy nó quy định chỉ có 29 phút, 30 phút là nó tắt các bạn. Thì Tân chọn cái máy chỉ có 29 phút thôi. Vả lại chuyện ma nó nên gãy gọn, ngắn gọn, và nó đi vô lòng mình liền hơn là mình nói chuyện dông dài. Cái kênh của Tân á, là khi mà kể về cái Duyên Thầy Pháp thì Tân tự nhiên gieo một cái nhân duyên rất là hay. Đó là cái những cái ấp ủ của mình về cái CCTK là tại sao mình chưa kể. Là vì cái kiến thức của Tân á, nó không có giỏi về chuyện phù chú, và không có giỏi về những cái chuyện liên quan đến chuyện mà chứng yểm. Mặc dù Tân biết, nhưng Tân không hiểu cái đó là cái gì. Cho nên cái Duyên Thị Pháp vô tình nó lại gieo cho Tân một cái nhân là Tân hiểu được cái đó là cái gì.
Cho nên là Tân sẽ có cái kiến thức mà Tân kể những cái câu chuyện CCTK theo một cái chiều hướng khác để mà chúng ta cùng nhau mổ xẻ, bàn luận và chúng ta có được những cái giây phút bên gia đình mà nghe về cái câu chuyện đó đúng hay sai thì chúng ta đều phải có kiến thức. Tân không có thể nào mà Tân giả bộ Tân hiểu được. Ngu thì phải nói mình ngu. Cái kênh của Tân á, giai đoạn đầu tiên mà Tân làm á, Tân nói thật mấy bạn rằng là Tân chỉ đi về cái hướng review về những nơi có ma ở Malaysia và Thái Lan. Nhưng cái hướng đó nó chắc chắn nó có ma, cho nên là Tân mới dẫn mọi người đi. Và trong cái quá trình đi đó, Tân bị dấp rất nhiều lỗi mà có lẽ rằng là những ai theo dõi kênh của Tân thì sẽ biết, từ những ngày đầu sẽ biết. Hình ảnh quay có thể nói là tạm được, âm thanh có thể nói là nghe được, nhưng mà những cái nơi đó không có tạo nên cái sự hấp dẫn cho người xem, là vì lúc đó quá nhiều người trên thế giới người ta review hay hơn mình và mình không có hiểu rõ về cái phong tục tập quán của người ta và những cái bùa chú của người ta, cho nên mình bị dấp rất là nhiều lỗi khi mình ra chiến trường bên ngoài. Và kênh đã có nhiều lần đứng ở cái bờ vực là muốn chấm dứt. Và Tân mới đứng ra, Tân kể là vì thật sự lúc đó Tân cảm thấy Tân rất thích tâm linh. Và Tân thấy uổng, nếu như mà mình đã gầy dựng cả năm trời rồi mà không được gì, mình bỏ nó thì nó quá uổng đi. Thì mình mới đứng ra mình kể. Mà mình kể với cái văn phong tự nhiên nhất, gần gũi nhất. Mình coi cái máy giống như là một cái công cụ để giúp mình gần gũi với từng nhà, từng gia đình, từng người bạn, từng cô chú, anh chị, các em, những người mà có thể nói là họ cảm nhận được cái giọng nói của mình, họ cảm nhận được cái tình cảm của mình, họ cảm thấy trong cái bữa ăn của họ hay là một cái buổi cà phê hay là một cái buổi đi làm về có một cái thằng mập nó ngồi trước cái máy nó kể những câu chuyện mà tâm linh. Thì dần dần được các bạn đón nhận và đi đến giờ phút này. Một giai đoạn nó không phải là dài, nhưng mà giai đoạn nó cũng không phải là ngắn. Hơn 600 câu chuyện. Có những câu chuyện đi vào lòng người một cách gọi là vượt bậc, cũng có những câu chuyện nó bình thường thôi. Thì cuộc sống mà phải có thăng có trầm, có lên có xuống. Nhưng mà Tân mong rằng những cái gì của duyên thầy pháp, của người thầy người bác đó đã gửi lại cho Tân có thể cố vấn một phần nào cái sự vô minh của mình nào giờ mình chưa hiểu, để bây giờ mình hiểu và mình khai sáng những câu chuyện mà một số fan gửi về. Lúc đó mình không có hiểu, mình không hiểu họ đang nói cái gì. Họ nói là có những người giống như mình, họ kể chuyện ma, ví dụ như là ở chỗ của em đó anh, ở ngay cái chỗ đó người ta để năm cái chén, người ta để năm khúc xương, người ta buộc chỉ đỏ, người ta lấy bùa người ta đốt, là người ta làm cái gì vậy anh? Thì thật sự Tân đâu có biết, mình không biết, mặc dù mình thấy cái hành động nó rất là hay, trời ơi, cái đó mình lại tâm linh hay ở vùng đó của fan đó, mà mình không biết, mình tức. Và rồi mình bị nhiều thứ trong cái chuyện mà về sức khỏe và mình lo nghĩ, tại mình qua một cái nơi ở mới, đối diện với quá nhiều những cái sự kiện thay đổi của thế giới, mọi cái dự định của mình trong năm 2020 hoàn toàn là tan hết luôn, hoàn toàn là banh hết trong năm 2020. Qua năm 2021 mình mới có được một cái cơ hội là mình nghe nói vaccine đã có mình không biết chích vô như thế nào, nhưng mà làm cho cái tinh thần mình nó vui hơn. Mỗi ngày thì Tân tập thể dục rất là nhiều và Tân cũng nói với các bạn fan của mình rằng nào, Tân sẽ giữ lại cái gương mặt mập này để các bạn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng cái body nó phải xuống, mỡ nó phải bớt. Và hôm nay Tân được bận được đồ nha, 2XL size của Mỹ.
và Tân không còn lúc cán L hay XL của những cái size áo thun của Việt Nam nữa, và Tân xuống được một số ký, không phải là nhiều nhưng mà nó đối với Tân là một kỷ lục. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những lúc mình đau đớn, tại vì mình tập đó, thì mình sẽ bị cứng cơ, đau cơ, mình bị rất là nhiều những cái trường hợp đến với cái thể lực. Nhưng mà bên cạnh đó, Tân thấy cái việc cải thiện về nói chuyện cũng như là chia sẻ chuyện ma nó ok hơn, nó tốt hơn trong lời ăn tiếng nói mà nó rõ ràng hơn. Các bạn có nhớ một cái giai đoạn Tân kể chuyện, cái các bạn có cái cảm giác là Tân nói chuyện nhiều khi nó không hiểu đó là cái gì không? Bạn có cái cảm giác đó không? Lúc đó thực sự đầu của Tân nó quay cuồng là do tinh thần đó các bạn. Bởi vì Tân muốn là mình phải giảm cân, và thật sự hôm nay Tân rất mệt, nhưng cái mệt của Tân là cái mệt của cơ bắp, cái mệt của thể thao, nó không còn là cái mệt của bệnh, cái mệt của viêm xoang, của nhức đầu nhức óc, rồi cái mệt của đủ thứ chuyện. Tân có thể làm việc rất là tốt và cho ra những cái poster rất là ok. Thì thực ra hôm nay Tân nói thiệt các bạn là Tân muốn các bạn vui hơn một chút xíu trong ngày cuối tuần, khi thấy người kể chuyện ma của mình có được cái poster nó rất là diêm dúa. Cái poster nó giống như là một câu chuyện hài, một cái poster về một cái thằng mập nhưng nó tạo ra tiếng cười cho các bạn. Chuyện ma đã quá là đáng sợ, đôi khi nó để lại trong lòng mình nhiều cái suy nghĩ, thì cái poster đó nó làm các bạn cười, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thì hôm nay Tân mang lại cho các bạn rất nhiều những thang thuốc bổ về tinh thần. Tân mong rằng những bạn fan của mình cười thật lớn, thật là vui, và tiến tới hơn nữa những cái dự định trong tương lai của mình, những cái đối tác mà Tân đã từng được cơ hội hợp tác, mong rằng họ có thể làm nên những kỳ tích và họ làm nên những điều to lớn hơn, và chúng ta lại trở thành những partner, những đối tác của nhau trong tương lai. Hiện tại thì các bạn biết đó, là Tân cũng có vẫn còn buôn bán về nhang. Ở đây không phải là bia, nhang là một cái hương liệu, một cái hương thơm và một cái hình thức tâm linh của người Việt. Người ta sử dụng nhang để mà đốt thắp lên bàn thờ, để mà ta sử dụng trong cái việc trọng đại, để ta xin thần thánh, người ta cúng kiến, hoặc giả là người ta cần một giây phút có mùi hương của sự thanh tịnh, hay là người ta tập yoga, người ta thiền định, thì cái mùi hương nó đưa người ta vào cái tiềm thức và vào sự vô định và cái sự hư không để mà người ta tĩnh lặng. Thì Tân muốn mình cung cấp những cái đó để mà Tân cũng là cái người sử dụng nó. Thì Tân rất cảm ơn các bạn, những khán giả, những anh chị gần xa khắp nơi yêu thương Tân, ủng hộ Tân đến giờ phút này. Tân không ngờ mọi người yêu thương mình nhiều như vậy. Đó là một cái phúc mà Tân nghĩ rằng là Tân có được. Không phải là nhờ vào sự nỗ lực của mình không, mà nó còn là cái thành quả của những cái năm tháng, của những cái ngày tháng mà mình đi cống hiến sức lao động của mình cho nhiều nơi để mình có được những bài học đó. Ai trong đời cũng phải có những phút giây vấp ngã, ai cũng phải có những lúc đúng lúc sai, ai cũng phải bước qua những chông gai thì mới tìm đúng được cái con đường đi nó đúng. Đến ngày hôm nay Tân đã kết bạn rất nhiều người và cũng mất đi rất nhiều người bạn. Hiểu lầm có, cãi nhau có, không chung đường, không chung chí hướng có. Nhưng thời gian không thể quay trở lại để mà mình có lại những cái người bạn đó. Thì mình chỉ biết hiện tại và tương lai mình sống sao cho nó tốt hơn. Và đừng làm mất một người bạn nào nữa trong cuộc đời của mình. Đó là những gì mà tâm nguyện ta muốn tâm sự ngày hôm nay. Với lại là lâu lắm rồi thực sự Tân chưa có ngồi ở ngoài cái hành lang này luôn đó các bạn. Ngay là nhà của mình mà mình chưa bao giờ mình ngồi ở đây đã lâu lắm rồi.
Hồi đó thì Tân hay ngồi tâm sự với bạn nè, uống cà phê nè, uống trà nè, thậm chí là chiều chiều ra ngồi mình chill, mình relax. Nhưng công việc nó bận, nó nhiều đến mức mà mình về đến nhà ăn cơm, hoàn tất những câu chuyện cho các bạn là chìm vào giấc ngủ. Sáng mình đi làm, rồi mình nhận order, mình đi ship, rồi mình nói chuyện với ekip, nói chuyện với admin, nói chuyện trong tương lai khách hàng. Đến ngày hôm nay mới được hít thở một hơi thở vào ban đêm, và mình ngồi được cái không gian, cái hành lang mà nhà mình. Sự cống hiến đó thì Tân mong rằng trong tương lai một ngày nào đó Tân sẽ đem CCTK trở lại các bạn bằng cả nhiệt huyết và cả trái tim của Tân. Và nó phải ghê đến mức mà Tân mong rằng mấy bạn đừng sợ. Tại vì Tân đam mê kinh dị thật sự. Tân nói thiệt, Tân rất thích cảm giác sợ. Vì nếu không vượt qua cái sợ đó thì bạn sẽ không bao giờ mạnh mẽ được. Cái vô hình đó là một cái bờ rào, nó cản bước chân các bạn đi qua nhiều khu rừng mà bạn không dám bước qua trong đường đời của mình. Nghe những câu chuyện ma để trấn an tâm lý mình, để đi qua những cái làn khói, những cái màn đêm mà mình không biết trong đó có con ma nào. Mà một khi mình đã đi qua được rồi thì không có một khu rừng, một bóng tối, một màn sương nào có thể cản được bạn trên con đường tương lai của bạn. Nghe chuyện ma không phải để sợ không, nghe là để mình dám bước qua cái nỗi sợ đó hay không, để mà mình làm thành công cái ước mơ của mình mới là cái thú nghe chuyện ma. Tân rất mong rằng mình sẽ phục vụ được các bạn nhiều hơn nữa trong tương lai. Và Tân cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tân cho đến tận giờ phút này, những fan cũ và fan mới. Và Tân hứa mấy bạn, từ ngày hôm nay trở đi, Tân sẽ chỉnh chu hơn trong lời kể của mình, trong từng hình ảnh của mình, để đưa các bạn đến những câu chuyện huyền bí, ma thuật, kinh dị thật là hay. Bây giờ Tân bye bye và hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của Tân vào 5 giờ chiều mai. Bye bye.